trên những bậc thang vàng lụa uốn mình như lụa mây quấn chân người đi hoàng su phi thương nhớ trên những bậc thang vàng được con người vẽ trong không gian bao la và hùng vĩ của đất trời, thiên nhiên giữa vùng cao biên giới. Đây là kết quả sức lao động cần cù và sáng tạo của bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số trong cuộc chiến mưu sinh và tồn tại. Trời khắc nghiệt trên những mộng tham vọng.